Hello anh em, chào tất cả các bạn, là tôi đây. Thì hôm nay lại lên tiếp cho anh em mình quả kèo trên cổng game 8US anh em nhé. Vốn cơ bản hôm nay rơi vào tầm 20m, lên đá nhẹ cho anh em mình mấy tay như là các kèo cơ bản. Anh em mình xem video cũng như là thấy kết chơi ok thì anh em mình áp dụng vào để anh em mình kiếm thêm cơm gạo hàng ngày trên cổng game này. Trước khi chơi thì anh em mình nhớ lại áp dụng là vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu cho nó dễ. Còn về phần cầu kèo ấy thì tôi sẽ vào nhẹ cái sảnh này anh em nhé. Vào nhẹ sảnh này các bạn, sảnh ngoài đây nào, chắc chắn là nhiều anh em mình biết rồi. Ở đây thì sẽ vẫn là hai cách bắt cầu cơ bản cho anh em mình thôi. Một là anh em mình chạy bằng điểm phiên, đây điểm phiên năm hàng trên. Hai là anh em mình lấy điểm xí ngầu. Thì thường thường anh em mới chơi thì anh em mình sẽ chạy theo điểm phiên, còn mà anh em mình chơi lâu và vốn lớn thì tôi nghĩ là anh em mình sẽ lấy cái điểm xí ngầu. Ở đây thì có ba điểm xí ngầu cơ bản đấy, tôi cũng hay áp dụng ba cái điểm này vào để tôi bắt cầu. Nhưng mà với cái vốn ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ đi cho anh em mình của kèo là chạy theo điểm phiên và chốt lãi anh em nhé. Để xem hôm nay thì với cái 4-20 thì tôi sẽ chốt được tầm bao nhiêu. Anh em mình xem video cũng như là thấy cách chơi ok cộng với cách bắt cầu hợp lý thì anh em mình áp dụng vào để mình chơi kiếm thêm cơm gạo hàng ngày. Thì hiện tại thì anh em mình có thể thấy ấy, là thường thường tôi sẽ lấy hai cầu cơ bản này thôi. Đây, một tài và một xỉu này. Miễn sao nó là một tài và một xỉu là được, không biết là nó chạy bao nhiêu cầu, miễn sao anh em mình lấy một tài và một xỉu là được. Thì ở đây nó thuộc dạng là cầu 22, nếu mà đẹp thì tôi nghĩ là tay này nó sẽ về xỉu. Rồi ok này, bắt đầu chuẩn này, bắt đầu chưa vào thôi, tôi mới thử cầu thôi, thì tay này ok em nhé. Rồi khi mà nó đã ra xỉu được ấy, thì anh em mình phải xem ở phía sau này em nhé. Thì cái cầu này thì nó đang rơi vào cầu cơ bản là cầu 1-2. Nếu mà đúng cầu ấy thì tôi nghĩ là cầu này sẽ về 3, cầu cơ bản em nhé. 1-2-3 thuộc dạng cầu cơ bản. Nếu mà như vậy thì tay đầu tiên tôi sẽ vào 1,5m chạy theo cầu xỉu. Ok cho anh em. Đây tay đầu tiên này. Đấy, chạy cầu tay đầu tiên. Tay đầu tiên anh em nhé, để xem con này nó có về đúng chuẩn cầu hay không, có chạy đúng cầu cơ bản hay không. Khi mà anh em mình cảm thấy mà cầu nó đang chạy đúng cầu cơ bản thì anh em mình áp dụng vào. Đây, để xem tay đầu tiên nó chạy cầu như thế nào đấy anh em nhé. Đây, chuẩn xác cầu chạy 1-2-3. Ok này. Với những cầu cơ bản này thì anh em mình nên áp dụng vào và chạy theo cầu thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ mà anh em mình chốt lãi được từ sẽ hơn 70% đến 80% là anh em mình sẽ chốt được lãi. Nếu như mà anh em mình là một người hệ chơi đúng cơm gạo ấy thì tôi nghĩ là cái chuyện cơm gạo rất là kiếm thêm thu nhập hàng ngày rất là dễ luôn. 1-2-3 đúng không? Đây. Cầu chạy 1-2-3, khi mà nó đã đi được cái cầu 1-2-3 ấy thì anh em mình phải biết là nó gọi là cầu 1-2-3 ra, nó phải thuộc dạng là hết cầu thì phải bẻ đúng không, hết cầu thì phải bẻ về, bẻ anh em nhé, hết cầu thì phải bẻ cầu đúng không anh em. Đấy thì ở đây nó hết cầu rồi, nó chạy 1-2-3 rồi thì chắc chắn là tôi phải thử lại một tay nhá anh em nhé, thử lại một tay tài anh em nhé, thử lại một tay tài. Đấy, tiếp tục thử lại một tay tài. Anh em cứ đi nhẹ đã, anh em cứ đi vào cái số vốn lãi đã, được chưa? Khi mà anh em mình gãy thì anh em có thể gấp lên. Đây con này nó lại cố tình bệt này. Rồi con này cố tình bền đấy các bạn. Cầu 1-2-3 nhưng mà nó không gãy, nó cố tình đi về cầu 4. À cầu 1-2-4 đấy các bạn. Rồi ở đây thì tôi sẽ không lấy cầu này, tôi sẽ lấy cầu 4 này. Và ở đây sẽ có một cái cầu cơ bản, sẽ là cầu 4-2-1. Cầu cơ bản. Được chưa anh em? Cầu cơ bản cho anh em nhé. Cầu 4-2-1 thì thuộc dạng cầu cơ bản. Nếu như mà nó đúng chuẩn ấy, tôi nghĩ là nó sẽ về cầu 4-2-1. Còn không, nếu nó bệt thêm một tay nữa ấy, thì tôi sẽ cho nó đi bệt luôn. Quá cầu 4 thì là thuộc dạng là cầu dài rồi. Quá cầu 4 là thuộc dạng cầu dài rồi. Nếu mà tay này nó ra cầu 5 thì chắc chắn là tôi sẽ bệt luôn anh em nhé. Để xem tay này nó có đi đúng cầu hay không này. Chạy theo đúng cầu anh em nhé. Xem tay tài này có đi đúng hợp lý hay không. Nói chung là với cái kèo này tôi nghĩ là nó sẽ chạy đúng cầu đấy. Để xem tay này nó chạy như thế nào anh em nhé. Rồi xem tay này nó chạy như thế nào này. Đây, chuẩn xác không sai. Ok, lên 22. Nói chung là hiện tại thì mới làm mà 3 tay cơ bản thì đã đúng 2 rồi. Nói chung là anh em mình có thể áp dụng cái cách chơi này. Và hiện tại cái cách chơi này tôi cũng áp dụng để tôi chơi kiếm cơm gạo. Nói chung là cái cách chơi này rất là ok luôn. Đấy, tỷ lệ vào cầu lúc nào cũng cam kết với anh em mình là 70 đến 80% là anh em mình chốt được lãi. Nếu như mà anh em mình chơi biết điểm dừng, vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu. Đây, tiếp tục áp dụng cho anh em mình một tay nữa anh em nhé. Tiếp tục anh em mình áp dụng vào, chạy theo cầu anh em nhé. Tay này thì sẽ đi 22. Sẽ đi 22. Chạy cầu nhẹ này để xem tay này nó có hợp lý hay không.
Nói chung là anh em khi mà anh em mình lãi thì cái xu hướng anh em mình nên đến nhỏ lại để tạo cái điều kiện để anh em mình chốt lãi cho nó dễ. Nói chung là tôi lên làm video cũng như là lên chơi luôn chia sẻ những cầu kèo, những cách chơi mà để giúp anh em mình về bờ được cho anh em. Nếu như mà anh em mình xem video anh em mình thấy cách chơi của tôi ok thì anh em mình có thể cho tôi một like và follow để tôi ra những cái video mới để cho anh em mình xem. Ok này, ta này thuộc dạng cầu bẻ anh em ạ. Đây thuộc dạng cầu khó này, cầu này thường thường nó sẽ về cầu 421 nhưng mà không anh em ơi. Nhưng mà nó lại đi 11. Ok. Khi mà nó đã đi được cái cầu 4 về 11 này thì anh em mình loại đi nhá. Đây tôi bấm lại cho anh em. Nhá, cầu 4 này thì anh em mình loại anh em nhá. Loại cầu 4 này đi. Loại anh em nhá. Chỉ lấy cái cầu này, lấy cầu cơ bản thôi, vẫn là cầu 11. Ở đây thì nó thuộc dạng là cầu 11 đúng không anh em? Chạy theo cầu 11 cho tôi cái. Lúc nãy là vào 2m2 gãy đúng không? Thì tay này chắc chắn này mình phải gấp lên, nhưng mà gấp đôi thôi em nhá. Nhiều anh em mình tôi để ý là khi mà anh em mình gãy một hai tay cá này anh em mình có xu hướng là gấp 3 gấp 4 lên thì tôi không đánh giá cao cái vấn đề này anh em nhá. Chạy theo đúng cầu, gấp nhẹ thôi. Anh em nhá. Chạy theo đúng cầu và gấp nhẹ thôi. Để xem tay này nó như thế nào này. Xem tay này nó có đúng cầu hay không. Đấy, chơi nhẹ thôi anh em ạ. Chung là anh em mình khi mà anh em mình gãy thì cứ xu hướng của anh em mình gấp lên thì ai cũng phải gấp rồi. Nhưng mà gấp như thế nào cho ok, cho ổn áp để mà có lãi đúng không anh em? Chạy theo cầu, gấp nhẹ. Xem tay này nó có đi đúng 1-1 hay không, hay là nó cố tình bẻ chạy cầu 1-2. Rồi con này lại đi 1-2 anh em ạ. Rồi lại tiếp tục áp dụng cái cầu cơ bản lúc nãy tôi nói với anh em mình nhé. Áp dụng, tiếp tục áp dụng cái cầu cơ bản này. Đây là cầu 1-2-3 được chưa. Cầu cơ bản. Tiếp tục chạy cầu cơ bản cho anh em nhé. Đấy, cái này thì thuộc dạng là cầu bẻ cầu khó thôi anh em ạ. Thuộc dạng cầu bẻ là cầu khó thôi. Nếu như mà tay này nó về một tay xỉu nữa ấy, thì anh em mình phải lấy cái xu hướng cầu đằng sau. Còn hiện tại thì anh em mình cứ phải lấy cái cầu 1-2-3 anh em nhé. Tiếp tục lấy cầu 1-2-3 thì tay đấy là vừa gãy đúng không? Tay này tôi chắc chắn là tôi phải gấp lên. Đây, tay này tôi sẽ đi hơn nửa tiền anh em nhé. Và được tay này chắc chắn là tôi sẽ chốt lãi luôn. Cái này thì đủ tiêu chí, nói chung là đủ tất cả anh em nhé. Chỉ cần tay này vào thôi, nó đúng cầu thôi, đúng cầu tầm hai tay chạy cầu 1-2-3 thôi thì khả năng cao là tay này tôi sẽ chốt lãi luôn. Được chưa anh em? Còn nếu mà tay này nó cố tình về một tay xỉu ấy thì anh em mình phải lấy cái xu hướng cầu phía sau này anh em nhé. Nó anh em phải lấy cái xu hướng cầu phía sau này anh em nhé, để xem này. Đấy, chuẩn chưa anh em? Nói chung là không có điểm chết anh em ạ. Cái vốn cơ bản hôm nay tầm 20 thôi, lên nhẹ cho anh em mình mấy tay. Hôm nay có vốn có lãi, chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây. Hôm sau có cầu kèo hoặc là kết chơi ok thì tôi lại lên áp dụng để chiến với anh em mình nhé. Ok, nhớ thôi anh em ạ. Thân ái, mến chào tất cả anh em.